Bosco rao giảng về sự vinh quang của mẹ Maria tại nhà thờ chính tòa Torino. Giữa lúc đang thao thao bất tuyệt, ngài bỗng dừng lại thinh lặng một hồi lâu, rồi đặt câu hỏi với cử tọa như sau: ai trong anh chị em có thể nói cho tôi biết Đức Mẹ là ai? Thánh nhân phải lặp lại câu hỏi đó đến 3 lần mới nghe được một tiếng trả lời từ phía cuối nhà thờ: thưa cha, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Thánh Gioan Bosco gật đầu nói tiếp: đúng thế, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nhưng nói thế vẫn chưa đủ. Tôi muốn anh chị em kể hết những tước hiệu của mẹ Maria. Liền sau đó, cử tọa kể ra tất cả tước hiệu của mẹ. Mẹ là cửa thiên đàng, mẹ là đấng an ủi những kẻ có tội, mẹ là đấng phù trợ các tín hữu, mẹ là đấng cứu chữa kẻ bệnh tật, vân vân. Sau khi nghe hết những tước hiệu mà người ta gán cho Đức Maria, Thánh Gioan Bosco mỉm cười nói tiếp: Đức Maria là tất cả những gì anh chị em vừa kể ra, nhưng vẫn chưa hết. Tôi muốn nghe thêm về Đức Maria. Chờ mãi, không thấy có câu trả lời, thánh nhân mới nói: tôi xin được nói với anh chị em, Đức Maria là ai? Ngài là mẹ chúng ta. Phải, mẹ chúng ta. Đó là điều đáng nói nhất về mẹ Maria. Vì trên trần gian này, không có ai có thể gần gũi và thân thiết với chúng ta cho bằng mẹ chúng ta. Không ai yêu thương chúng ta hơn mẹ chúng ta. Cũng thế, trên thiên đàng không có vị thánh nào yêu thương chúng ta và sẵn sàng lắng nghe chúng ta cho bằng mẹ Maria. Bạn thân mến, chính lúc Đức Maria đứng câm lặng dưới chân thập giá mà Chúa Giêsu đã long trọng trối phó ngài cho Thánh Gioan, và đồng thời cũng trao phó Thánh Gioan cho mẹ. Sự sinh nở nào cũng diễn ra trong đớn đau. Chính trong niềm đau tột cùng của những giây phút đứng kề bên thập giá Chúa Giêsu mà Đức Maria mới sinh hạ chúng ta và đã trở thành mẹ của chúng ta. Thánh Gioan cũng tiếp nhận mẹ trong niềm hiệp thông sâu xa vào thập giá của Chúa Giêsu. Thập giá vẫn luôn có mặt trong cuộc sống con người như một nhắc nhở về tội ác của mình. Kết hiệp với Chúa Giêsu trong cuộc tử nạn của Ngài chính là cố gắng chiến đấu chống lại tội lỗi. Sứ điệp của Đức Maria trong tất cả những lần hiện ra đều có chung một nội dung, đó là kêu gọi loài người ăn năn sám hối. Cũng như ngày xưa, đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, mẹ đã câm lặng nuốt từng nỗi đớn đau. Ngày nay, khi nhìn thảm cảnh của những người con cái mẹ đang chối bỏ lẫn nhau, đang chém giết nhau, đang đóng đinh nhau, mẹ cũng bày tỏ một niềm đau.